đón 7 giờ tối nha các bạn. Hôm nay là huấn luyện viên Đinh Thủy. Các bạn đang học mà sắp ra trường là thực tập, là sẽ thực tập ca của mình. Tắt đi để chế độ máy bay đi. Nhớ bằng loa nghe nó cháy bát đó bạn. Thấy lớp này có nhiều người đẹp ra nha, rồi đấy xiên đi nè. Nhanh lên bồ ơi.
gái đẹp. Đúng rồi, xuống lên. Biết sợ sâu nào lớp mình ơi, xuống lên nào. Đúng rồi, căng lên. Hai bạn này đi vai rất là đẹp nha cả lớp nè. Hông cũng sâu rồi nè. Sắp tốt nghiệp được rồi. Đúng rồi, xuống lên. Bạn ấy còn tập cỡ tầm nửa tháng là tốt nghiệp á. Hello chị Trần. Nó tập thể dục chị Trần ơi. Các bạn nhìn này, học viên tập rất là đều luôn. Học viên ở đây được kèm kỹ thuật rất là sâu cho nên bạn nào cũng giảm cân nha các bạn. Đa số là đều giảm cân. Và tập rất là vào form nè. Đó, đi rất đều. Cho mình nha, để cho mọi người nhiều người biết đến trung tâm của mình nha. Môi trường tập thể dục lành mạnh vui vẻ. Huấn luyện viên rất nhiệt tình nha các bạn. Hello Lily, Hồ Tô Thủy. Tập thể dục trời ơi. Người ta đẹp hết rồi bạn ơi. Một tháng 400 nha em. Đi 2K thì phụ đô thêm 50% một phí. Viên ca yoga buổi trưa 12 giờ đến 1 giờ ép cân là 500 nha. Nghe nhạc không thể nào ngồi im được, đó là dành cho những người quá đam mê nha, những người bị cuồng nha, trong đó có chị nha Kiều nha. Tháng 400 nha Lily. À, tính vị chi là 15k một buổi bằng một ly cà phê. Xông lên, xông lên.
mình kèm kỹ thuật cho học viên rất là kỹ nha. Sau giờ cách ngày là hả chị? Không, ý là em đi buổi nào em đi, nếu như ngày nào mà em bận thì em đổi ca, ngày nào cũng đi đó, em chỉ nghỉ thứ bảy thôi. Còn nếu như mà em sắp xếp công việc không được á, em đi tuần 3 buổi vẫn có thì vẫn được nha, thì mày đóng một nửa phí rồi. Ai Quốc Dũng, không biết bạn này là bạn nào. Việc căng thẳng các bạn chỉ cần tới đây nghe nhạc thôi cũng đủ giải tỏa áp lực nha các bạn. Rất là happy nha. Quan trọng là tinh thần các bạn. Có đồng đội, có môi trường lớp học vui vẻ hòa đồng. Buổi sáng hiện tại có ca 8-9 giờ nha. Nhưng mà cô giáo đang thực tập cho nên mình cũng chưa tiện để tuyển sinh thêm. Để cho bạn ra trường đâu vào đó rồi mình mới tuyển. Hiện tại có các ca 3-4 giờ chiều, 5-6, 6-7 là aerobic. Buổi sáng 8-9, 5-6 giờ sáng và 12-1 giờ trưa là yoga nhé. À dạ, có gì em qua tặng em cũng gần phòng tập. Úi trời ơi, qua nhanh. Liên tục em nhỉ nha. Đu theo chị đó. Thấy chị năng lượng quá em cũng phải đu theo chứ. Tuổi chị mà năng lượng vậy em cũng phải ráng đu đấy chị Việt nha. Em còn theo dõi team chị chắc ok lắm luôn. Sao quá dòng em xuống giao lưu. Trời ơi, có đứa nằm trong phòng sinh mà cũng trốn thang kìa. Chào Úc Tư, kiếm chút năng lượng phải không? Hello bé Kim Hằng, nhanh bỏ bú rồi qua đây nha. Bạn nào tin xong con bỏ bú rồi qua đây nha. Còn nếu các bạn muốn tập sau tầm 6 tháng, 4 tháng thì phải có chế độ riêng. Tại vì vận động nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tuyến sữa đó các bạn. Mà các bạn mới tin thì lợi thế chúng ta tiết rất nhanh, dễ. Mỡ của các bạn đang còn lỏng á. Quay nó không hết đó các bạn, có bạn được bạn không? Mình muốn ngày nào cũng like để cho các bạn thấy các bạn tập luyện có hiệu quả hay không, bài có đúng hay chưa. Các bạn học viên tập xong về sẽ coi lại bài á. Chuẩn bị tới giờ chạy nhảy rồi Út nha. Giờ coi để kiếm chút năng lượng nha.